Giới tự nhiên sản sinh ra vô số các loài động thực vật phong phú và đa dạng, mỗi loài đều có những đặc điểm để thích ứng sinh tồn trong sự khắc nghiệt mà tự nhiên mang lại. Kể cả những vùng lạnh giá hầu như không có sự sống như Bắc Cực cũng vẫn có những loài thích nghi được. Sau đây chúng tôi cùng các bạn đi tìm hiểu các loài động vật có khả năng đặc biệt này nhé. 10. Bạc má mũ đen. Bạc má mũ đen có khả năng hạ thấp nhiệt độ cơ thể để thích nghi với thời tiết lạnh. Loài chim này rất thân thiện với con người, chúng có thể tiếp cận và ăn thức ăn trên tay người. 9. Hải tượng. Hải tượng sống chủ yếu tại các vùng nước nông, trên các tảng băng, Bắc Cực ấm lên khiến hải tượng không còn chỗ săn mồi, buộc chúng phải di cư hàng loạt vào bờ biển. Điều này có thể khiến chúng bị chết vì dẫm đạp lên nhau. Các nhà nghiên cứu chưa thể xác định số lượng hải tượng, bao gồm cả phân loài hải tượng Thái Bình Dương, có bị suy giảm hay không. 8. Linh miêu Á Âu. Linh miêu Á Âu phân bố chủ yếu ở châu Á và Bắc Âu. Chúng có thể hạ gục một con hươu lớn. Khi ăn không hết con mồi, chúng sẽ chôn phần còn lại xuống đất để tiếp tục ăn sau đó. 7. Rái cá sông Bắc Mỹ. Rái cá sông Bắc Mỹ được bảo vệ bởi một lớp lông dày không thấm nước. Ô nhiễm môi trường và nguồn nước ở Mỹ ảnh hưởng lớn tới loài động vật này. Hiện nay, luật bảo vệ nguồn nước đã góp phần bảo tồn rái cá sông Bắc Mỹ. 6. Tuần lộc. Tuần lộc phân bố tại vùng Bắc Cực và cận Bắc Cực. Mỗi năm, đàn tuần lộc vượt qua hàng trăm km về phía Bắc để kiếm thức ăn tại các vùng lãnh nguyên. Tuần lộc được thuần chủng từ 2.000 năm trước. 5. Hổ Siberia. Hổ Siberia hay hổ Amur thường sống trong rừng taiga ở Nga. Chúng có bộ lông dày hơn những loài hổ khác nên có thể thích nghi với thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông. Loài hổ này từng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng và chỉ còn khoảng 70 cá thể vào năm 1940. Hiện nay, số lượng hổ Siberia đã tăng lên hơn 500 cá thể. 4. Chim cánh cụt ghen to. Chim cánh cụt ghen to phân bố tại Nam Cực. Chúng thường tập trung ở những vùng bằng phẳng ven biển hay các vách đá. Tại đó, chúng có thể sinh sản một cách dễ dàng và tránh được những tác động của con người. Đây là loài có khả năng lặn sâu nhất, gần 200 mét, và lâu nhất, 7 phút. Chúng cũng là loài có tốc độ lặn nhanh nhất trong tất cả các loài chim, 35 km/h. 3. Báo tuyết. Hiện chỉ còn 4.000 cá thể báo tuyết sống tại những vùng núi cao lạnh giá ở Trung Á. Chúng phân bố từ Bhutan tới Trung Quốc. Con mồi của chúng thường là cừu gia ha và dê núi. Tuy nhiên, nhiều con báo tuyết đã bị bắn chết khi tìm cách săn gia súc của con người. 2. Cú tuyết. Cú tuyết sống tại vùng Bắc Cực. Chúng chủ yếu ăn chuột lem mút. Không giống những loài cú khác, cú tuyết săn mồi cả ngày lẫn đêm, bộ lông của chúng có thể chuyển sang màu nâu để thích nghi với tuyết tan chảy. Tuy nhiên, cú tuyết có thể bị thiếu thức ăn khi Bắc Cực ấm lên. 1. Bò xạ hương. Theo National Geographic, lớp lông dày giúp bò xạ hương thích nghi với thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Cực. Tình trạng săn bắn vô tội vạ khiến số lượng bò xạ hương giảm, nhưng những biện pháp bảo vệ kịp thời đã giúp số lượng loài động vật này dần ổn định.